Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft công viên khủng long. Và bữa nay thì mình sẽ chính thức bước qua cái con thuyền địa ngục và đi tới thế giới của tên Anu. Thế nhưng mà trước khi đi thì để mình chuẩn bị thêm một số đồ đạc cần thiết cho cái trận chiến ngày hôm nay cái đã. Trận chiến này thì không chỉ một mình chiến đấu đâu, mà mình sẽ dắt theo mấy cái nhóc khủng long nữa. Mình có nhiều khủng long mà, có gì sẽ hỗ trợ mình một phần nào đó trong trận chiến thì sao? Khủng long cũng rất là hùng mạnh và trung thành nữa. Đấy là một ý kiến hay vậy nha. Nhưng mà trước khi lựa chọn ra một cái đội hình khủng long phù hợp thì để mình về nhà chế tạo một số cái thứ hỗ trợ trước cái đã. Đầu tiên thì chắc mình sẽ ưu tiên cái việc chế tạo thuốc trước đi. Bữa nay thì mình đi qua vùng đất địa ngục, thành thử ra là sẽ khá là nguy hiểm nếu như không có thuốc kháng lửa. Nên là bây giờ mình sẽ làm một vài cái lọ thuốc kháng lửa trước cái đã. Nguyên liệu thì chỉ cần những cái kem nhum nham thôi. Đây, mình sẽ cho kem nhum nham vào trước. Bên cạnh thuốc kháng lửa thì mình sẽ cần một loại thuốc kiểu như giúp cho khủng long của mình trở nên mạnh hơn trong lúc chiến đấu. Thế nên là ưu tiên hàng đầu đó chính là thuốc tăng sức mạnh. Và về phần thuốc sức mạnh thì chắc mình sẽ biến nó thành thuốc sức mạnh cấp độ 2 luôn, để cho khủng long của mình có thể tăng sức mạnh tối đa. Có gì mình cũng được tăng sức mạnh ké nữa. Thuốc kháng lửa thì mình sẽ kéo dài thời gian cho nó một chút. Sẵn tiện thì làm thêm thuốc hồi máu luôn đi. Mình có dư một cái hộp nước mắt gát nè, quăng vô luôn. No. Thuốc hồi máu này lỡ mình quăng vô rồi tên Anu hồi phục liền rồi sao? Với lại nó không cứu nguy cho khủng long mình ngay lập tức được. Thôi thì để mình qua cái vùng rừng nhiệt đới, mình chặt một ít cái dưa hấu về mới được. Để mình làm dưa hấu lấp lánh rồi làm ra cái thuốc hồi máu tức thị thì chắc sẽ tốt hơn ấy. Đây, dưa hấu đây. Bữa mình nhớ mình có chừa lại vài trái chứ không có lấy hết đâu. Ồ, con xương này. Thì ra người muốn bị đóng băng hả? Giờ thì đập dưa hấu và mang về thôi. Có được dưa hấu rồi, bây giờ thì mình sẽ bao bọc nó lại bằng vàng để tạo thành dưa hấu lấp lánh giống như vậy. Xong rồi đem vô đây và nấu thuốc nào. Mình sẽ biến nó thành cấp độ 2 luôn để hồi máu cho nhiều xíu. Mà kiểu lâu lâu khủng long mới có dịp thể hiện á, nên là chắc mình sẽ đầu tư thêm một chuyến nữa. Mình bay qua thế giới kết thúc để mình đào mấy cái quặng biotite này nè. Đây là cái quặng duy nhất có thể giúp mình kiểu như chế tạo ra thuốc kháng cự ấy. Đập vô mắt mình là cái quặng kim cương kìa, nhưng mà nó hơi khó lấy một xíu. Nhưng mà không sao, để mình bật kinh công lên. Mình có kinh công á, mình xuống đây mình đào được. cũng hay. Đã gọi là đam mê thì mình sẽ đánh đổi một xíu. Rồi, đấy, được 17 viên kim cương liền. Quá đã. Rồi, giờ thì về nhà nào. Thuốc kháng cự thì để mình coi mình sẽ nên biến nó thành cái loại kéo dài hay là cái loại cấp độ 2 đây nhờ. Bình thường thì nó sẽ có 3 phút. Thôi thì chắc mình sẽ tăng cái hiệu lực nó đi. Cấp độ 2 hình như nó giảm một nửa. À chính xác, nhưng mà không sao. Tầm đấy thời gian là đủ cho mình, cũng như là khủng long có thể quẩy căng đét được rồi. Rồi luôn. Tới công chuyện nào mấy bé khủng long ơi. Cái việc pha thuốc của mình đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ cất hết số thuốc này vô trong, để tới thời điểm chín mùi thì mình sẽ đem cái đống thuốc này ra và dùng thôi. Còn bây giờ thì tiếp tục cái công việc trong ngày hôm nay, đó chính là lựa chọn cái đội hình khủng long đi theo mình trong cái trận chiến này. Hổm rày á thì Deinonychus chỉ ở nhà giống như là một người bảo vệ nhà cho mình thôi. Thế nên là hôm nay chắc mình sẽ cho ẻm ra trận và tác chiến cùng với mình. Mà trước tiên thì để mình chuyển ẻm sang cái chế độ có thể chiến đấu thoải mái nè. Kế tiếp đến là lấy lasso và chụp ẻm lại một cái. Xong, thành viên đầu tiên đã có. Tiếp theo thì mình sẽ dắt theo khủng long bạo chúa. Bữa nay thì mình sẽ ưu tiên bắt những cái loài khủng long mà kiểu là một cái thợ săn đích thực ấy. Thường thì những khủng long mà chuyên đi săn mồi thì sẽ kiểu như có cái sức tấn công nè, và khả năng tấn công nó tốt hơn. Đây, chẳng hạn như khủng long bạo chúa. Đây là khủng long cái à. Thôi, khủng long cái nhà trong con đi. Mình bắt khủng long được. Đây, đi theo anh một bữa cưng ơi. Trước khi đi thì cho qua đây ăn no nê trước cái nè. Rồi ăn đi. No rồi mình dắt theo. Tác chiến cùng khủng long bạo chúa thì chắc mình sẽ dắt theo cả Spinosaurus
trong nhiều trận chiến á thì mình thấy Spinosaurus là một cái loài khủng long có thể nói là rất là hăng máu luôn. Đã xác định tấn công mục tiêu nào á thì là tấn công tới cùng thì thôi. Đây là một đặc tính mà mình thấy khá là thích từ Spinosaurus. Nên là mình sẽ vào cái khu vườn của Spino và tìm ra Spino mà mình đã thuần phục coi. Đây đây ẻm luôn. Tìm thấy ẻm rồi. Đã, qua đây ăn cái đi cơ. Ăn no đi nha, bữa nay đánh nhau hơi nhiều đấy. Rồi. Được, ba khủng long rồi. Ơi. Ngoài khủng long ra thì mình tính dắt theo cá sấu á, các bạn thấy sao? Bữa giờ cá sấu chỉ được nuôi trong hồ của mình giống như làm kiển thôi. Mà giờ ẻm nó to lớn chừng ấy rồi kìa. Quay giờ cái hàm răng đó rất là sắc nhọn rồi, chiến đấu chắc là phù hợp rồi đấy. Thế nhưng mà mình vẫn chưa có thuần phục được cá sấu đâu. Hay là sẵn tiện trong dịp này thì mình sẽ thuần phục cá sấu rồi sau đó dắt ẻm đi qua bên thế giới Anu và lụm hắn luôn. Mình thấy ý kiến nó cũng khá là hay đấy. Trời bơi mà còn lắc lắc cái đuôi kìa. Thấy ghét chưa? Thôi, lụm ẻm luôn đi. Tính tiếp. Chịu đau xíu nha cưng. Đó 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 đó, coi kìa, cắn mình kìa. Chịu đau xíu đi. Đừng có chống cự mà. Chống cự là đầu bự đó. Ây da, đau quá. Ui, xỉu đi. Đừng có chống cự. Đánh thằng ơi. Này thì chống cự. Ôi xỉu chưa? Hả? Cái là... Mình quýnh ẻm dãnh dò luôn rồi. Sau khi cá sấu đã xỉu thì bây giờ mình sẽ vào trong nhà để mình chế tạo cái Aquatic Scarab Gem và thử thuần phục ẻm coi. Mình cần có thêm một cái Dominican Amber kết hợp với một cái Scarab Gem giống như vậy là có được thứ mình cần. Tỉnh tỉnh dậy ông cháu ơi. Ngủ nãy giờ hơi bị nhiều đấy. Tỉnh đi. Ui, còn mở miệng nữa cơ. Đó, giờ mới tỉnh thiệt nè. Ây da, ây da. Còn cắn mình nữa. Thôi thôi đừng cắn nữa nào. Hung dữ quá đi. Đó các bạn thấy cái độ hung dữ của cá sấu chưa? Nhưng mà bây giờ đã là đồng minh của mình rồi đó. Giờ thì mình sẽ vô trong để cho ăn cái nè. Không biết có đói chưa nữa. À chưa đói. Vẫn còn no lắm. Ồ. Thôi no là tốt rồi. Giờ thì chuẩn bị. Ừ để mình thử mình cưỡi cá sấu một cái coi. Để xem coi trên cạn thì cá sấu có chạy nhanh không. Wait what? Trên cạn nhiều khi cá sấu còn nhanh hơn á. Ở dưới nước cũng nhanh nè. Mà lên bờ cũng nhanh luôn. Hơi bị bất ngờ nha. Này chạy cũng đâu có thua kém gì mấy cái loài khủng long khác đâu. Wow. Nhiều khi mai mốt mình đi khám phá mình cưỡi cá sấu đi cho ngầu cũng được nè. Chạy mà cứ lắc 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 cái đuôi nhìn mắc cười thiệt á chứ. Được á nha. Giờ thì cất ẻm vô trong cái đội hình nè. Trước mắt thì mình sẽ chọn cái đội hình này. Bao gồm Dino Nichet có nhiệm vụ là cấu rỉa. Tại vì thường thường cách chiến đấu của Dino Nichet là nhảy lên và cắn vào đầu của đối phương á. Khá là khó chịu. Bên cạnh đó thì mình sẽ cho khủng long bạo chúa và Spino sẽ phối hợp để dồn tên Anu đó vào một góc. Và mình và cá sấu sẽ kết liễu hắn. Đó chính là chiến thuật ban đầu của mình. Còn bây giờ thì để mình ngủ một giấc. Và khi sáng thức dậy thì mình sẽ lên đường để chuẩn bị cho cái chuyến đi ngày hôm nay. Và mình cũng không quên là mang theo thức ăn cho mấy cái nhóc khủng long nữa. Nhỡ mà em có đói thì còn có thức ăn để mà lót bụng. Rồi, giờ thì không chần chờ gì nữa. Lên đường liền thôi. Bay một lúc thì mình đã tới con thuyền địa ngục dẫn tới nơi ở của tên Anu rồi nè. Giờ mình sẽ đáp xuống cái. Ây dù, con nào bắn ghê vậy? À, con mực này. Tùy ra người chọn cái chết. Khó chịu thiệt cơ chứ. Mình với Phượng Hoàng có làm gì nó đâu. Này thì bắn. Rồi, giờ thì mình sẽ lập tức bước vào cánh cổng này thôi. Để xem mình sẽ được dịch chuyển tới đâu đây. Và đây rồi. Trước mặt mình đó chính là cái tòa biệt thự mà cái tên Anu kiểu như cư ngụ ấy. Wow, nhìn quy nga tráng lệ vậy. Một mình hắn mà sống trong nơi bự chà ba lửa như vậy à. Đã vậy ta.
Để bây giờ mình dùng kinh công mình đi vô trong cái đó. Wow, ở phía dưới nó còn có mấy cục đất thôi, cứ tưởng là cái quặng gì đặc biệt. Và ở đây là hình như đây là đệ của hắn hay sao ấy, hay là đây là Sentry Bitman, kiểu như mấy cái tên ma heo lính gác rồi. Tranh thủ bây giờ đang là lúc yên bình nè, mình sẽ lấy khủng long của mình ra, cũng như là lấy thuốc ra nữa, để một xíu mình ném. Rồi, chuẩn bị xong xuôi rồi đó, một xíu vô là có thể chiến đấu được rồi. Ồ, ở trước cổng hắn, what, ở trước cổng hắn còn có mấy cái người bảo vệ Anu. Ê, trên tay là cái lưỡi liềm mà mình hay đào hóa thạch được kìa. Như vậy thì mấy cái lưỡi liềm này nhiều khi mình quýnh mấy tên canh gác mình có thể nhặt được ấy. Càng ngồi. Trong tòa tháp của hắn thì có rất là nhiều tên bảo vệ luôn. Ôi, mình đi hướng nào để cho mình hạn chế bị nổ nhất ta? Ôi, nhưng mà khoan, trong này có rương không? Để mình nghĩ thử. Với cả là mình cần dọn sạch một cái khu vực đủ rộng để mình có thể thả hết khủng long ra và mình búp sức mạnh cho khủng long ấy. Ồ, đây có rương nè. Có đồ. Đây có rương nữa nè. Vậy tính ra trong đây nhiều rương lắm. Nhưng mà hiện tại thì mình không có đập rương hay là lấy đồ về được đâu, vì mình còn phải đánh bại hắn thì mới phá giả được cái lời nguyền này được. Càng rồi. Thôi được, mình sẽ đặt ưu tiên hàng đầu đó chính là tiêu diệt tên Anu trước. Để bây giờ mình quét sạch cái cổng vào trước đã. Uầy, nó triệu hồi lần 3 tên luôn kìa. Sắp xong rồi, mình sắp dọn dẹp được một cái hướng đầu tiên. Để một tí mình thoải mái triệu hồi khủng long ra rồi. Đây là tên cuối cùng. Bây giờ thì lần lượt mình sẽ cho khủng long ra và chọi thuốc kháng lửa vào khủng long trước. Đây, một nhóc khủng long, hai nhóc. Đi ra chỗ khác. Người không phải khủng long của ta, cả sáu cũng được chọi nè. Cuối cùng là Spinosaurus. Đứng im, không thôi anh chọi hụt bây giờ. Cái trình độ chọi thuốc của mình nó có hạn thôi. Sau khi chọi thuốc xong thì bây giờ mình sẽ đi tới cái trung tâm, nơi mà đặt cái quan tài mà tên Anu đang ẩn nấp. Căng chưa? Và cái quan tài này sẽ được mở sau khi mình gắn cái Scarab Gem vào. Nên là bây giờ để mình bay lên đó, mình đặt cái Scarab Gem này vào giữa cái quan tài. Đó. Và công đoạn cuối cùng là mở nó ra thôi. Cẩn thận nha. Ui, mở ra đi. Ui, mở ra nè. Ui, đây là tên Anu. Mình đánh trước một cái lấy lợi thế mới được. Rồi, giờ thì thả khủng long mình ra thôi. Quất nó em. Đúng rồi. Cá sấu đang cắn tên Anu rất là dữ cơ. Mình sẽ chọi thả thêm Dino đi chết ra nữa. Đúng rồi, cạp đầu hắn. Ho. Khủng long của mình đang cấu rỉa hắn rất là khó chịu. Tiếp theo là khủng long bạo chúa. Ui, hắn chuyển sang chế độ bay rồi. Ui, hắn bắn cầu lửa ghê vậy. Cá sấu bây giờ không thể hỗ trợ tác chiến được rồi. Mình sẽ lấy cá sấu vào và đưa Spino ra thôi. Ây, hắn bắn cầu lửa phát nổ ghê quá. Lên em, để mình chọn thuốc sức mạnh cho Spino. Rồi, mạnh lên đi và chiến đấu. Ui, bây giờ mình không thể đánh được. Mình đánh mình sợ chúng khủng long mình quá. Wow, và đây Noni chết đang cạp đầu hắn cơ. Ui, ấy, khó rồi, mình không thể áp sát được luôn á. Chắc mình sẽ, đây, đốc băng hắn. Ủa đâu, đây là lính hắn mà. Kìa, hắn trong này. Hắn vẫn đang bay lượn và bắn những quả cầu lửa phát nổ rất là đau luôn. Và một vài khủng long của mình thì không thể áp sát được hắn rồi. Ui, Spino chắc mệt hay sao à. Ui, căng quá. Ôi, còn khủng long bạo chúa của mình thì bị lọt xuống cái hồ nhung nham này. Thấy chưa, không có thuốc kháng lửa là chắc phải đó đi rồi.
không biết Dino đi chết có ổn không nữa. Ồ, trận chiến này mình lo cho Dino đi chết quá. Nãy giờ em vẫn cắn vào đầu của tên Anu liên tục, chưa buông cơ. Ôi, cố lên nha em. Spino thì bị mắc kẹt ở trong này rồi, để mình giải cứu Spino cái. Rồi, giải cứu Spino thành công rồi. Ê, cố lên nha Dino đi chết. Giờ sao ta? À, mình có cung. Mà không được, bây giờ mình bắn lỡ trúng khủng long của mình rồi sao? Mình phải cận chiến thôi. Để mình tìm góc mình cận chiến hắn. Này thì... À, đau quá. Này thì tên Anu. Ôi no. Hình như... À, chết tiệt cái tên này. Hắn đã làm phát nổ Dino đi chết của mình rồi. Mình đã ép góc được hắn rồi. Chạy đi đâu? Ngươi chạy đi đâu? Đứng lại, ngươi phải trả mạng cho Dino đi chết của ta. Này thì bay nè. Quên khủng long mình ra ngoài kia rồi. Thôi được, để mình giáp lá cà với hắn. Ngươi chạy đi đâu? Ngươi tới số. Giờ ngươi chạy đường trời. Mình đã xác định với hắn rồi. Ôi, mình bị ngưng động á. Này thì Anu nè. Ốc. Hắn chạy về hướng của những cái tên canh gác để hắn nhờ sự giúp đỡ cơ. Ngươi dám cười hả? Ui. Oh what? Ủa hắn đâu rồi? Ui no. Hắn đi đâu rồi? Ê, nhiều khả năng là hắn núp ở bên trong cái cục hắc diệm thạch khổng lồ đằng kia thì phải. À, thì ra ngươi núp để ngươi hồi máu à. Để mình lấy cây cúp ra mình đào. Ta sẽ không cho ngươi hồi phục đâu. Ngươi phải trả giá. Cái tên Anu khốn kiếp. Tiến lên mấy em khủng long. Mình cho thuốc vô cho khủng long rồi. Let's go. Tấn công hắn. Đâu rồi? Này thì Anu hả? Dồn đám hắn nào. Hắn lại hồi phục tiếp. Hắn lại chuyển sang chế độ hồi phục cơ. Đáng ghét thiệt. Ta sẽ cho ngươi tàn đời trong ngày hôm nay. Khủng long chuẩn bị cạp hắn nè. Ôi hắn. Ở đây 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 hắn đây hắn đây. Ngươi chạy đường trời. Hắn lại chạy trốn kiếp cơ. Đuổi theo hắn, không cho hắn chạy trốn. À, ngươi đã dồn, bị dồn vô gấp rồi. Ngày tàn của ngươi đã tới. Hình như hắn đang bị một... À. Ô. Ô. Hắn bị khủng long bạo chúa dí cơ. Hay lắm khủng long bạo chúa. Hình như khủng long bạo chúa và cá sấu đã hợp sức và cắn chết hắn rồi. Ồ, hay lắm hai em. Cuối cùng thì cũng trả được mối thù cho Dino đi chết rồi. Và kia là cái xác của hắn. Chết tiệt thật. À, trận chiến này thì mình đã đón nhận một cái sự mất mát. Đó chính là Dino đi chết của mình. Rồi, bây giờ thì mình sẽ kiểm tra lại coi khủng long mình mất máu có nhiều lắm hay không. Wow, cá sấu không mất máu luôn nè. Spinosaurus thì sao? Cũng không luôn. Khủng long bạo chúa thì mất khá là nhiều nha. Wow, cực cho khủng long bạo chúa rồi. Ui, bộ giáp của mình cũng nát hết rồi. Để mình đổi giáp cái đã, không thôi là hư bộ giáp rồng của mình mất. Thôi, dưỡng thương đi. Mình sẽ để khủng long của mình dưỡng thương tí cái đó. Bây giờ thì sẽ tới công đoạn, đó chính là quét sạch những cái của cải mà cái tên Anu này cất giữ nè. À, đầu tiên là một cái căn phòng có những cái quặng thạch anh này. Mà chắc mình sẽ vừa đi loot đồ và vừa dắt theo khủng long mới được. Để có người hỗ trợ mình chứ. Các bạn thấy rồi đấy, những cái tên lính canh nó cứ liên tục xuất hiện như vậy nè. Để nó khay khó dễ cho mình. Mình sẽ chọn khủng long bạo chúa. Cắn nó em. À đây rồi, tiếp theo là một căn phòng có quá trời vàng nè. Ít ra phải vậy chứ. Mình sẽ đi và né những cái chỗ bức tượng đó ra để tránh
kích hoạt nó. Ui da, vừa nói xong thì nó kích hoạt liền hai con rồi, nguy hiểm thật sự. Rồi lấy hết vàng về, bói vàng luôn ấy, hơi bị đã. Còn trong rương này thì sao? Trong rương thì có sắt thôi. Ồ, trong góc này mình thấy nó có cái cầu thang đi lên tầng trên này. Wow, để mình thử lên tầng trên xem coi lâu đài của tên Anu sẽ có những gì. À, tầng trên là... Wow, wow, nó có cái hành lang nè. Căng đấy. Phải vượt qua mấy tên lính canh này mình mới đi tới phía trước được. À, có rương, có rương. Hành lang này có rương nha. Để xem. Trong rương là... một cái đĩa nhạc. Mình thấy nó cho mình cái đĩa nhạc gì này. Được, mình sẽ mang về để xem coi đĩa nhạc ở bên thế giới Anu thì sẽ có gì đặc biệt nào. Như vậy thì tầng trên này thì nó chỉ cho mình đúng cái đĩa nhạc đó thôi. Để mình đi về một hướng khác của cái hành lang này coi. Tiếp tục là một cái rương khác nha. À, cái rương này thì không xịn lắm, nó chỉ cho mình những cái relic scrap. Rồi, giờ thì mình sẽ thử lên tầng cao nhất này. Đây hình như là gác mái thì phải. À, chính xác luôn. Nơi mình có thể quan sát về các hướng xung quanh này. Hết rồi, trên đỉnh thì cũng không có gì hết. À, giờ mình mới để ý. Nó có rương ở đây này. Ồ, mình nghĩ là mình không nên ở trên đây quá nhiều đâu. Mật độ lính xuất hiện á, ngày càng nhiều rồi. Một hồi bộ giáp mình mà hư là xác định luôn á. Nên là thôi, mình chuyển sang chiến thuật hạn chế giao tranh mới được. Đi xuống tầng dưới và tìm lại mấy cái căn phòng chứa đồ xịn thôi. Dạo một hồi thì mình còn thấy một căn phòng chứa châu báu khác này. Rất là nhiều khối kim cương ở đằng kia luôn. Được thật sự. Mình sẽ để khủng long ra để có gì khủng long bảo kê mình. Để mình tập trung chuyên môn mình. Mình lấy mấy cái khối kim cương này cái đó. Ây da. Nhưng mà số lượng nó đông quá. Đích thân mình phải ra tay rồi. Rồi, giờ thì lấy kim cương thôi. 13 khối kim cương. Vào to, vào to. Còn có rương nữa nè. Vẫn là relic scrap. À, mà bây giờ mình sẽ thử coi coi mình có thể lấy được cái... À, không lấy được. Oh no. Hồi nãy mình gắn cái scrap gem vô đây thì... À, vậy là mình có thể hồi sinh lại hắn thêm một vài lần nữa hay sao á. Kiểu như mình chỉ cần có Scarab Gem là có thể hồi sinh được hắn thôi. À, ra là vậy. Trở về nhà mà không thấy Dainoni chết kiểu thiếu thiếu kiểu gì á. Thương cho Dainoni chết rồi, đã cố gắng nhiều trong trận chiến vừa rồi. Một xíu về mình sẽ làm cái nơi tưởng niệm cho Dainoni chết sao. Còn bây giờ thì để mình sửa lại cái set đồ bằng... vảy rồng của mình cái đã. Hồi nãy giờ thì nó đã hư khá là nhiều rồi. Đầu tiên là cái áo nè. Kế đến là cái quần. Rồi thêm cái nón nữa. Xong. Giáp full đồ bền rồi, tự tin hơn hẳn. Bây giờ thì mình sẽ lấy thêm một cái Scarab Gem. Để mình qua bên cái thế giới Anu và mình đích tay chiến này là một mình mình sẽ một với hắn để trả cái mối thù cho Dainoniches. Ok. Ủa nhưng mà sao lần này mình trở lại mình thấy lính đông dữ ta. What the heck? Quá trời quá đất luôn nè. Mình còn thuốc kháng lửa đúng không? Đây. Có kháng lửa vô đi. Để dễ chịu hơn một xíu. Rồi. Bây giờ thì chịu hồi tên Anu thêm một lần nữa. Thức dậy đi tên khốn kiếp. Trả mạng cho khủng long của ta. Này thì Anu. Ây da, hắn đánh mình lọt dưới à. Vô vô. Ngươi tưởng ngươi, ngươi là chúa tể đây là ngươi có thể ha, sát hại được khủng long của ta hả? Ngươi không có quyền đó. Ngươi phải trả giá. À, ngươi dám xài sấm sét chứ gì. Ta cũng sẽ xài sấm sét với ngươi. Để coi sấm sét ai mạnh hơn. Láo. Này thì láo nháo. Ừ, bay à, bay à. Ngươi bay thì... Ôi, thôi, trời, nhầm thuốc rồi.
mình cần lấy cung. Người bay đúng không? Mình sẽ bắn quả cầu dội ngược lại hắn luôn. Bay đi. Ủa sao bắn hụt không vậy? À đây rồi, chúng mới rồi. Này thì bay với trả lượng. Cận chiến cho hắn rớt xuống nào. Đóng băng hắn mà. Người phải trả giá. Mình đã dồn hắn được vô góc rồi. Chết đi. À chuyển sang chế độ chạy à. Lần này ta dí theo ta chặt ngươi không chịu phát nào luôn. À ngươi chuyển sang chế độ núp trong đây để hồi phục à. Ngày tàn của ngươi đã tới rồi. Mình chui vô mình bật hắn luôn. Này thì núp núp. Núp núp nè. Dám núp núp hả? Ồ và khi mình lần này mình đánh bại hắn thì hắn rơi ra cái chìa khóa nè. Ồ khi mà mình nhấn vào cái thân xác của hắn thì mình sẽ được dịch chuyển tới một cái căn phòng có một cái rương cổ xưa. À vậy là cái chìa khóa này giúp mình mở cái rương á. Ok. Ừ cẩn thận. À cái rương này sẽ cho mình một cái đồng hồ cổ xưa này. Wow. Không dùng được. Oh my god. Chỉ gì thôi à. Ok. Mỗi khi mình về nhà sau mấy lần đi khám phá hoặc là sau khi làm việc bận rộn á, cái mình hay cho Dino đi chết ăn các thứ. Bây giờ về nhà cứ thấy trống trống kiểu gì ấy. Nhưng mà cũng may là lần này thì mình chỉ mất có một nhóc khủng long à. Mấy nhóc còn lại thì vẫn còn bình an trở về. Để bây giờ mình làm cái nơi tưởng niệm Dino đi chết trước nhà mình cái đã. Hẻm thì khá là thích ăn thịt ấy, nên là mình sẽ để nhiều thịt trong đây. Sau đấy thì mình sẽ làm một cây thánh giá nó bé bé ở phía trên. Cuối cùng là mình sẽ kiểu như lấy một cái mẫu hóa thạch. Ui mình không còn hóa thạch luôn à. Nice. Buộc mình phải đào ở đây một cái rồi. Mình sẽ tạo ra cái hóa thạch của Dino Nichet cạnh bên cái chỗ tưởng niệm luôn. Đây. Cuối cùng cũng có lại được cái hóa thạch của em rồi. Bự lên. Rồi đây là kích thước khi mà em trưởng thành đây. Wow, giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi. Mặc dù mình không có thường xuyên dắt Dino Nichet đi chơi nhưng mà kiểu như dù sao em cũng ở trong nhà mình một khoảng thời gian ấy. Nên bây giờ vắng Dino Nichet cái cảm giác thiếu thiếu kiểu gì á. Nhưng mà không sao, sự hy sinh của Dino Nichet là một bài học để mình kiểu như bảo vệ những cái loài khủng long khác tốt hơn. Không để kiểu như chiến đấu quá sức giống như Dino Nichet từng làm. Lúc nãy thì mình còn nhặt được một cái đĩa nhạc khá là đặc biệt này. Để bây giờ mình sẽ làm một cái hộp nhạc rồi mình nghe thử cái xem. Xem coi đĩa nhạc. Ô nhưng mà khoan. Cái gì nữa vậy? Ê! No. Đừng. Rồi. Cái tên chết tiệt này. Hắn lại quậy nữa rồi. Trở lại với công việc chế tạo hộp chơi nhạc nào. Mình sẽ làm theo công thức như vậy. Rồi, sau đó đặt cái hộp chai nhạc này xuống và... Ui mèo khoan, ở đây chỗ bò nó kêu dữ quá. Mình nghe tiếng bò thôi, không có nghe được nhạc đâu. Nên là ra đây đi. Chỗ này trống hơn nè. Mình sẽ cất cái đĩa nhạc này. Vì nó là một trong những kiểu như cái chiến lợi phẩm mà phải nhờ tới Dino Nichet thì mình mới dễ dàng có được ấy. Rồi. Và để xem coi ở dưới phòng thí nghiệm thì mình còn cái DNA nào của Dino Nichet không ta. Để mình tìm thử. Ê. May quá.
mình vẫn còn một cái DNA của Deinoni chết này. À, không sao không sao, mình có thể tìm ra được hậu duệ của Deinoni chết nhà mình. Thật tuyệt vời. Đây, trứng của Deinoni chết đã xong rồi nè, mình đem lên trên và ấp thôi. Chuẩn bị chào đón hậu duệ của Deinoni chết nè. Ta đen. Và ờ, đây là Deinoni chết cái. Để mình cho ăn cái đã. Em cũng đang đói này. Rồi. Mà ăn chóng lớn nha. Để tránh đi lạc thì mình sẽ cho cái nhóc này ngồi trong nhà đi, đừng có leo trèo nào. Quá trời quá đất cái nết rồi. Không cho ngồi xuống là trèo lung ta lung tung vậy đó. Mình sẽ ẩm qua đây để mình dễ dàng kiểm soát hơn. À, và ngoài ra thì cái chiến lợi phẩm sau cái trận đánh với tên Anu còn có một cái đồng hồ cổ xưa. Đây là một thứ có thể dùng với cái cổ máy thời gian. Nhưng mà hiện tại thì hai cái thứ này đang trong cái giai đoạn phát triển nên là chưa có công dụng chính thức ấy. Hy vọng là trong những bản cập nhật sắp tới thì sẽ sớm thêm vào cái công dụng có cái cổ máy thời gian này để mình có thể sử dụng nó. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã chính thức đánh bại được cái tên Anu. Giống như trong cái bức tranh này nè, hắn cũng khá là mạnh và khó chịu nữa. Nhưng mà sức mạnh của mình và các em khủng long thì có vẻ là áp đảo tuyệt đối với hắn rồi. Hắn phải bỏ trốn và chui vào một cái khối hắc diệm thạch để hồi phục á. Quá là hèn nhát luôn. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong cái hành trình hoàn thiện nốt cái công viên khủng long của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.